Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 500 cái token PS đến từ sàn PS Swap nhé. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này. Rồi, thì ở cái dự án này thì nó sẽ... đâu nhỉ? Ở đây thì nó sẽ có đang mở bán IDO nhé. Và mọi người có thể claim cái token này. Thì cái video claim thì mình sẽ làm sau. Thì ở cái vòng 1 này thì nó sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 4, tức là chỉ còn một ngày nữa thôi, nên mọi người sẽ làm gấp nhé. Thì đây là một dự án theo mình đánh giá cũng khá là tiềm năng, và nó sẽ phân phối trong vòng 48 giờ sau khi kết thúc cái round 1 này. Rồi, bây giờ thì mọi người sẽ bấm chọn Submit cho mình này. Tiếp theo mọi người follow Twitter này, gắn thẻ ba người bạn này. Rồi bấm chọn theo dõi. Chọn like này, sau đó thì mọi người sẽ gắn thẻ ba người bạn cho mình. Chọn tweet lại. Rồi quay trở về. Mọi người sẽ gửi cho nó username của Twitter. Rồi tiếp tục mọi người sẽ join vào Telegram. Chọn join này. Quay trở lại, bấm chọn next. Rồi sau đó follow tiếp vào Twitter này, à vào Telegram. Ok. Xem được chưa? Rồi, bấm chọn next. Rồi tiếp theo thì mọi người sẽ gửi cho nó địa chỉ ví PEP20. Rồi sau đó bấm chọn Balance. Ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.